thì giới thiệu với anh em đây. Đây là anh khủng bố mà có thể nói rằng là đại ơi khủng khiếp. Mà đại, trước đến nay mình là con nhà nghề đấy, làm bao năm trong nghề nhưng thật anh em là cũng chưa bao giờ làm được con khủng lần là một cái khủng như thế này. Thế thật sự anh em mình đây là một cái gọi là một tác phẩm, đó là một cái tác phẩm nghệ thuật mà cũng hiếm khi được chứng kiến. Ví dụ nếu anh sau này mà nếu mà có cơ hội một câu giao dịch chẳng hạn thì nữa trên một khoản này khoảng chắc là khoảng vào 3 tỷ, khoảng 3 tỷ, khoảng 3 tỷ anh em ạ. À. Nhưng mà nói chung là cái này thì không phải ai anh giao đâu. Dịch nói chung là nếu anh giao dịch là cũng phải khoảng người mà phải biết chơi để làm cái đấy thật đẹp chắc chắn, mà làm chắc chắn xong rồi giải toàn bộ đá trên này tất cả nó đều là nghệ thuật hết. Còn cái thằng Sơn ấy, nó nói cái gì thì nó nói, nó còn một khúc như thế này nữa thì búc lốt. Đấy nhá, bên này là sẽ trồng, chỗ đằng kia là không trồng gì hết. Góc kia cho một cây tùng vào, tổng là 2 cây, ok, như thế mà làm. Riêng của Sơn nhá, thằng Sơn mà lên khúc nào như thế này nữa, thấy búc lốt, cho nó mất luôn. Thời thì như thế này là ổn rồi. Hai cây tùng hai bên, hoa đẹp, ok.